có về nguyên một con cá hồi cho khách yêu nhà mình đây. Đừng lo vì nó quá to nhé. Hãy cùng xem nào. Một con cá hồi nguyên con được phi lê và chia ra từng phần như thế này rất là tiện lợi, là vừa vệ sinh lại rất là sạch sẽ luôn. Đó, chia ra từng phần. Có phần thân, phần đuôi, phần đầu, phần đường và phần xương luôn. Rất là tiện lợi và rất là dễ bảo quản. Mình chỉ cần mình bảo quản trong ngăn đông tủ lạnh và mình ăn phần nào mình lấy ra phần đó. Điều đặc biệt nữa đó chính là khi mà mình ăn nguyên con như vậy thì mình sẽ được tiết kiệm lên đến gần 300 ngàn. Khi mà mình ăn sashimi thì mình sẽ ăn kèm với gừng hồng, hoặc là mình có thể mình kèm thêm một chút wasabi và thêm một chút xíu tía tô nữa là hết sảy 37 luôn. Bạn thấy chưa, vừa an toàn nè, dinh dưỡng nè, lại rất là tiết kiệm nữa. Hãy chọn cái gia đình mình một con nào. Còn bạn ăn bao nhiêu hãy comment cho mình biết nhé.